và Vũ Đức Tùng. Có lẽ Đức Tùng sẽ sút thẳng, rất căng, cú sút quá tuyệt đẹp. Bàn thắng có thể nói là cực kỳ đẹp mắt của Vũ Đức Tùng. Cú sút như búa bổ, một trái tạc đạn thẳng về phía khung thành của thủ môn Hồ Văn Ý. Có thể nói là bao nhiêu cảm xúc thì sự biểu hiện của Đức Tùng lại ít bấy nhiêu. Hoàn toàn trái ngược với nhau sau tình huống ghi bàn vừa rồi, Đức Tùng chỉ đơn giản đấm tay và sau đó chỉ lên trời, thể hiện sự quyết tâm. Từ Minh Quang đang di chuyển và Quang Vũ đang đứng chắn ở phía trước cầu môn. Bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Không hiểu điều gì đang xảy ra nữa. Thủ môn Hồ Văn Ý có lẽ là cũng có cảm xúc giống như tôi vào thời điểm này. Anh không hình dung nổi, mắt trợn tròn và phải dùng tới khăn mặt để lau mặt sau khi sững sờ kinh hoàng chứng kiến điều gì xảy ra. Cú sút quá đẹp mắt, bóng đi găm thẳng vào góc cao khung thành. Hai tình huống nã Đại Bác mang về những bàn thắng quan trọng cho Thái Sơn Bắc. Cả hai đều tới từ những tình huống đá phạt trực tiếp rất căng. Và một lần nữa thì Vũ Đức Tùng lại cho thấy khả năng sút phạt cực kỳ ấn tượng của mình ở giải đấu này. Thêm một cú nã Đại Bác nữa tới từ pivot bên phía Thái Sơn Bắc, và tỷ số của trận đấu là 1-0. Hoàng Anh rõ ràng là không có cơ hội ở trong pháo vừa rồi. Cục sẽ lại bóng này rất căng, bóng đi qua hàng rào